Đây là đang đi vào thôn Bắc Dầu. Hình như là Linh cũng không rõ, là chắc là thuộc xã Niêm Sơn, thôn xã Niêm Sơn hay xã Lũng, xã Tò Đú gì đó. Linh cũng không đấy. Đây là hiện tại thì xã Tắc Ngà nhé các bác. Đây là cầu Bắc Dầu này, xã Tắc Ngà, huyện Mèo Vạc. Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Hôm nay thì tiếp theo cái chương trình trên kênh của Mỹ Linh thì Mỹ Linh cũng tạm biệt Hấu Chua để đi đến một cái bản mới để trao đến những cái phần quà Trung Thu cho các em nhỏ ở những cái vùng khó khăn trên địa bàn của huyện Mèo Vạc. Hiện giờ đây là cái cung đường mà Mỹ Linh cùng với những người bạn để mang những phần quà vào cho các em nhỏ ở trong những cái thôn bản xa xôi, cách rất xa với huyện Mèo Vạc, và các em cũng gặp rất là nhiều thiếu thốn. Hôm nay thì Mỹ Linh cũng liên hệ được với cả giáo viên ở trong cái điểm thôn Bắc Dầu này. Đi thẳng, đi thẳng. Hình như phải rẽ phải thôi. Tại vì trong này có một khu là người dân ở trong này mà. Trời. Sao trong này toàn đường đất nên nó trơn lắm, hết hồn đúng không nhỉ. Tưởng đi lạc đường rồi. Đây là hiện giờ là đến cái điểm trường nhé các bác. Ở đây là cái điểm trường, Linh xin xác nhận lại là đây là điểm trường của thôn Há Cá thuộc xã Khô Vai, không phải thôn Bắc Dầu. Bắc Dầu thì lại thuộc về chỗ Tân Ngà rồi, đây là đất của Khô Vai rồi. Hiện giờ là đến điểm trường đây. Quà đây nhé các bác. Tổ chức Trung Thu cho các em. Phần quà của các những người bạn của Mỹ Lử. Nóng nhờ, trong này nóng. Trong này nóng. Khâu Vai mà. Bên mất là còn mắm muối ở đây rồi. Không sao đâu mà. Đây ở lớp học đây. Ở đây thì chủ yếu là mầm non thôi. Wow, xin chào nha. Chào.
Cháu cho cô. ngoan quá nhờ. Đợi các cô các chị này làm cho nhá. Hôm nay vào tổ chức trung thu cho các bé. Đường dưới này này. Ở dưới này là lớp 1 với cả lớp 2 thôi. Ừ, nó nhau chết rồi. Đây bà con đây. Chỗ này là Linh đang có mặt ở chỗ điểm trường thôn Há Cá. Nói thì tưởng dưới này là nhà trường học chứ, hóa ra là nhà dân à? Dưới này của nhà dân à? Cái này nhà của trưởng xóm. Trưởng xóm đâu rồi? Trưởng xóm đi làm việc rồi. Nhà trưởng xóm đẹp đấy nhỉ? Nhà trưởng xóm có hai nhà trưởng xóm ngoài. Đấy, xách nước hộ cô giáo lên để xào ít nha, sốt mì tí. Bây giờ mọi người làm thì hay người đàn ông thì biết làm gì? Phải yên yên ý này, cắt không được. Nhưng mà không đi. Có tay đen lắm đừng quay để dùng. Ừ, tay hơi đen. Tay hơi nhọn. Cần ra nó không để em đi mượn. Chắc chắn là có. Có để em mượn. Thế bảo cần một con là đủ rồi. Nhưng mà con này nó không có con. Nó không có dùng. Chị Yến dính ở đâu về mà nó dính lên cả chân. Chị cầm một cái chảo đó. Nó phía trong này là chỗ nghỉ ngơi tạm thời của giáo viên khi đến đây để dạy các em học sinh đấy các bác. Đây là cái giường của cô giáo nha, ngủ tạm. Trong này nếu mà thời tiết nắng thì rất là nóng rồi các bác, không thể chịu được. Ôi, cậu này không đi dép à? Dép đâu rồi? Không mở được à? Hả? Ăn bé là gì? Ăn bé gì? Du á? Ngại ngại. Nên bây giờ là hai anh em là đang ở trong cái điểm trường để xem là đấy, cứ đặt như thế thôi để có không khí cho các em là được. Các bác xem đứa nào cũng xinh gái này, bé này là xinh này, mắt như mắt tây luôn. Cháu tên là gì đấy? Hả? Cháu chào chú. À, cháu chào chú. Con tên là gì đây? Bé nói gì? À? Cháu chào cô. Chỉ biết câu như câu đấy, ngại cô. Bé nào cũng đáng yêu. Nhất tối mình gì ấy nhá, em gì nó than nhá. Đấy, mình nói tiếng Mông cái là vâng luôn. Nhè. Ông bé nói gì? Hả? Cháu tên là Tủa à? Phải không? Đây, đặt ở đây này Lư. Là chỗ này. Đây. Không sao đâu mà, có rơi không? Đây. Rồi à? Ok. Ui, ok, như thế đẹp luôn. Đó, không khí cho các em nhỏ các bác. Tí nữa các con hát nhá. Tí nữa hát cho các chú các cô nghe. Bye bye. Đó, các bác thì Minh Linh thì cũng rất mong là trong cái công tác thiện nguyện của mình thì sẽ giúp được càng nhiều bà con hơn và đặc biệt là các em nhỏ vùng cao để giúp được các em có những niềm vui ở trong bản này. Nói thật với các bác là để các em trong bản này có một cái Tết Trung Thu giống như ở những cái thành phố thì nó rất là xa xỉ luôn. Món này là món gì ấy chị? Sốt mì à? Yeah.
Ai mà lấy được chị mình thì đảm đang này thì tuyệt vời quá nhỉ. Vừa có lòng thiện nguyện lại vừa yêu thương dân bản, lại biết nấu ăn giỏi này nữa. Chưa gì nha các bác nhá. Di chuyển qua được khá xa nên là phải dựng cái này. Thế này là chuẩn bị từ nhà trước rồi đấy nhỉ. Nếu bây giờ mà mang đến đây mà băm băm từ từ đấy thì mất thời gian rất là lâu. Biến gói từ Hà Nội lên đấy. Thôi trên này nhiều thịt mà. Mạnh lên, mạnh lên Lứ, ui dồi ôi. Xúc mạnh lên nào, đảo lên, liên tục đi, ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Đấy, thế nhỉ? Lửa ngày xưa là đi học một lớp chuyên nghiệp và làm pizza đấy các bác. Bây giờ đang có bằng quốc tế. Chưa được lên đảo mì. Mắt được chứ. Mắt được. Đây là mì Ý à? Ui, cẩn thận nhé chị ơi. 30 bát à? 25 bát thôi. Thôi thì cứ làm 30 bát cũng được. Không, nếu mà ít bán thì làm 25 bát thôi. 30, đây chắc vẫn đủ mà. Đây có các em nhỏ ở ngoài nữa, tí bù cho mọi người cũng được. Còn em nhỏ này còn 6 em nhỏ đây nữa. Đây mua nước ngọt về cho các em. Đấy, lửa chia đều thôi này, vẫn đủ cái gì? Còn một gói này nữa mà. Chúng ta sửa rửa hay không? Đó, bây giờ chị Yến là đang múc thịt băm lên nhá các bác, lên mì Ý. Hôm nay là chị nói chung là cái chương trình trung thu ngày hôm nay là do là chị Yến ở Hà Nội là tài trợ hết. Đó, chị thì cũng lên vùng cao rất là nhiều rồi. Chị Yến xinh gái này phải có 10 người yêu nhỉ. Các bác có thể xem qua video ở cháu Linh nếu mà muốn làm quen chị Yến ở Hà Nội thì mọi người phải liên hệ qua Linh. Linh có thể gửi số trực tiếp luôn. Đây gần gần cho HD tí. Đấy các bác, chị Yến là sinh năm 97 thôi nhá, rất là trẻ. Ô, hai chị không vào đây giúp à? Ôi dồi ôi. Hai chị của mình cũng rất là xinh gái bên kia các bác, hôm nay toàn người đẹp thôi. Giống như ở Thánh Giác Muối đấy, đấy, thôi chưa. Thôi người ta chửi đấy, mày đi từ thiện hay mày làm màu? Trái làm màu mà đi lên tận đây làm màu đó chị ạ. Hơi to nhỉ? Chỉ có những người có tấm lòng thiện thì người ta mới đi hàng trăm km để vượt núi sông lên đến vùng cao đây. Rắc không được nữa đúng không?
Đó, khi nào các bác mà lên vùng cao mà đi du lịch ấy, các bác muốn là trải nghiệm như kiểu là vừa du lịch vừa thiện nguyện thì các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh để Mỹ Linh có thể có những chương trình là vừa du lịch vừa trải nghiệm là đi vào bản để thiện nguyện hay là trải nghiệm cái cuộc sống của bà con ở trên vùng cao để mọi người biết được cái cuộc sống của bà con vùng cao nó như thế nào. Quên lúc đấy là mình do cái chảo bé quá nhỉ, không thì mình làm từng cái thì dễ ăn hơn. Chị Yến là người gốc Hà Nội luôn à? Ừ, chị ở Hà Nội luôn. À. Chị Yến là người gốc Hà Nội nhá các bác. Ngày xưa thì Linh cũng về Hà Nội cũng có học được ở đó là một năm. Sau đó là gia đình cũng kinh tế khó khăn thì cũng thôi học. Sau đó về thì mình xin được học bổng ở Trung Quốc. Thế thì mình đi học đó đỡ mất tiền hơn. Đồ ăn vào rồi nhá. Có như là ăn trưa luôn. Đấy, tổ chức ăn trưa trong Trung Thu luôn. Đấy, con này rất là năng nổ này. Rất là đáng yêu nhá các bác, các em nhỏ. Cậu này mình rất là ấn tượng này, lúc nãy vào là cứ cười mình thôi các bạn. Lúc này có một cô bé mắt tây xinh lắm. Đây đấy. Bạn này xinh lắm các bác. Nhìn là đã thích rồi đây, quý cô bác. Nhận về là con gái nuôi nhờ. Nhà này có mấy đứa con. Mày nhìn đi mày. Hãy nhìn đây chú Linh chụp bức ảnh nào. Đáng yêu quá. Đúng rồi nhỉ. Rất đáng yêu đó. Cô giáo với cả chị ấy đang phụ mang những bát mì mang hương vị ở Hà Nội cho các bé đây. Các bác là lưu ý khi đi nấu ăn cho các em là các bác phải mua bát đũa này đầy đủ cho các em nhé. Đây, đi vào đây, nhất là đi đây. Úi dồi ôi. Đi là đi. Thôi, chuẩn là giờ đi. Nên lên không xếp hàng đấy đâu. Đây, đi vào đây đây, nhá. Đó. À, lấy bát với cả nước ngọt vào cái lửa này. Từ từ chị tao mua, cho tè. Từ từ chị tao mua thì cho tè. Mà chỉ muốn đi à? Nó chỉ nhầm là đi thôi à? Hôm nay quên mang thìa, thôi dùng tạm đũa được. Ai? Anh chỉ cho tè à? Cho tè lo.
Không, cho tên lời. Mình bảo là giơ tay đấy, nó giơ tay thì đến giờ các bác. Đứa này là con nhà ai đấy? Con nhà bên này đây, bố nói là bố nó làm sao vậy? Xin gái nhìn tên Tây mà. Xin gái nhất lâu rồi đấy. Còn ai nữa không? Ở ngoài con trẻ con nào? Chơi cho mình từ chơi chơi đấy à? Cho tụi nín đi. Lớn đi nó, lớn đi. Chưa chưa? Ôi bọn chị vào ăn cùng các bé đi, cho các bé được. Nó đi, cha là dễ dễ nói gì hả chị Bông? Cha là dễ nói gì? À. Đấy, giờ đấy, đúng rồi. Thế mà tại hôm nay mình vào thì cũng quên đấy, ở trong bản này xa quá. Đấy, cậu ấy sướng nhất đấy nha. Chú Linh còn chưa được bón ấy. Tú ở cha dế nhìn nó mà hát cung này. Cuốn này, cuốn này, để đây, cuốn này. Đấy, nó đi, nó đi. Nó đi mai. Thôi tùy. Khó quá dùng tay. Đấy, đúng rồi. Hoặc cầm bát lên vàng cũng được. Nó biết ăn mà, chẳng có nó ngại thôi. Đấy, đấy, đi. Nó đi, nó đi. Nó đi, nó các phụ huynh ở ngoài từ từ rồi, các bây giờ bảo phụ huynh và nếu mà đứa nào bé quá thì bón hộ ấy. Đây, bên này là ai cũng biết ăn này, bé này này. Ấy bảo mấy phụ huynh nha. Đấy. À nhỉ. Nhỉ bóp tay nhỉ. Đấy, cái tí này vẫn cứ làm thôi. Đấy, còn không biết đâu. Đấy, tán nào. Đấy, giỏi quá đấy. Đấy, giỏi quá đấy. Nhiều quá các bác ạ. Chị ơi, bé này biết xinh nhỉ. Nó đi tu. Nó đi, xong chị tôi rồi.
Rồi nha. Chắc là dễ em gì. Cái này thì vẫn cô giáo quét bàn rồi. Không sao. Cậu ngồi ghế tuyệt vời. Cho ngồi ghế cao hơn một tí này. Ê, cái ghế xanh này cao hơn này. Đấy, nó tả mọi hóng nha. Cho đi nhịp bông nha. Đấy, mẹ bón hộ cho đi. Ui dù, khắp một khá. Hả? Khá. Mẹ bón hộ đấy nhá. Nếu mẹ bắt nhờ thì nó không cho bón thì sao ấy. Thế nhưng là cho thấy chị Yến xinh quá nên là mới cho chị Yến bón rồi. Nó mau mả nhá. Mau mả chứ, mau mả chứ. Tiếng mông mà gì? Mau mả chứ. Mau mả là từ từ. Ông tí còn các em học sinh lớp 1 đang chuẩn bị về đó. Đón đi, đón đi. Mấy đứa này xinh gái nhỉ. Nếu các em ăn xong thì cũng tự giác ở lấy bát ra phía kia cất nha các bác nhá. Đấy, sắp bây giờ đến lượt Linh Cẩu bắt đầu vào rồi. Đấy, hiện giờ thì các em cũng ăn, cũng gần xong rồi. Sau đó chuẩn bị phát quà cho mọi người mang về. Xin chào bác Tâm Đoàn nhé. Chúc bác buổi trưa vui vẻ. Các bác nhớ đăng ký kênh của Linh để ủng hộ đến các em nhỏ nhá. Đấy, các bác thấy giỏi chưa? Ăn xong cái là tự biết là dọn luôn. Đây à, giỏi đấy nhờ. Nó còn biết làm hết đây này. Đó, biết xếp ghế luôn đấy. Các bác thấy giỏi chưa? Đấy, cùng nhau nhấc ghế đi cất này đấy. Giỏi chưa? Giỏi quá, giỏi quá. Đấy, tự xếp ghế các bác. Bây giờ là chuẩn bị đến chương trình là phát kẹo cho các bé. Đấy, kẹo đây nhá, các bác nhá. Rất là nhiều kẹo luôn. Đó. Mỗi người một suất. Để cho các bé mang về nhà là tự ăn. Đó, sau khi ăn xong thì cho các bé dọn dẹp. Các cô giáo này với cả các chị này là chưa một mảnh tình vắt vai nào luôn nhá các bác nhá. Các bác nào mà muốn làm quen thì liên hệ qua số điện thoại bên dưới của Linh để Linh có thể gửi update cho các bác. Xin cảm ơn cô Thúy Hoài nhá.
Cháu đang cố gắng hết sức để làm tốt nhất có thể cô ạ. Đó, bây giờ là đang 11 rưỡi trưa rồi. Thì chuẩn bị là phát quà cho các em đi về nhà. Hôm nay cũng là ngày cuối tuần, ngày Trung Thu. Đây các chị vào chia đi. Bây giờ là đến cái phần chia quà cho các bé. Thì sau khi ăn xong nấu những cái món ăn nó là mì ý cho các bé, thì bây giờ là đến cái phần kết thúc, đó là chia quà Trung Thu cho các bé để các bé có thể lấy về nhà để tự ăn chứ không ăn ở lớp nữa. Đấy, hôm nay là một cái ngày rất là vui cuối tuần cho các bé, là những phần quà mà chị Yến mang lên cho các bé ở đây. Cháu cảm ơn cô. Đúng rồi, bé này là muốn về lắm rồi này, mẹ đang gọi. Ý là chú tiến vào gần quay chị Yến này. Đó, cái bé giờ có quà lấy kẹo nhá. Giờ thì Linh đang có mặt ở trong điểm trường. Đó các bạn, để các bé được nhận quà này mình cũng rất là vui các bạn, rất là đông em bé luôn. Đó, này như này. Có ở đâu? Thấy chưa? Sướng quá. Chưa, bé này chưa có. Đấy, chia cho bé đây luôn. Rất là đáng yêu nha các bác nhá. Đúng không các bác? Rất là vui luôn các bác ơi. Những món quà rất ý nghĩa cho các em nhỏ trên vùng cao. Cảm ơn chị Yến rất nhiều. Vỗ tay nào. Tay cầm quà luôn. Thôi về đi nhờ. Không, sợ các bé là muốn đi về lắm rồi. Tạm biệt nhá. Thấy giờ ai về là cũng chạy tít tít kìa. Ôi trời ơi, khóc nhè luôn rồi, đẩy nhau khóc nhè luôn rồi các bác. Đấy. Chị qua, chị qua, chị qua. Bye bye nhá, anh em mà muốn lên trên nhá. Sang năm chúng ta lại gặp lại. Đấy, biết lấy dép này đi này. Về này. Bye bye nhá. Hai thằng này, anh em ấy ra nhìn giống nhau. Bye bye nhá. Video trong ngày hôm nay của Linh đến đây kết thúc rồi. Rất là cảm ơn cái món quà của chị Yến ở Hà Nội đã mang lên các em nhỏ ở vùng cao đây. Cảm ơn tất cả quý khán giả, quý mạnh thường quân trong thời gian vừa qua đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh của Mỹ Linh. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Rất mong là các bác hãy luôn đồng hành và ủng hộ cho Mỹ Linh, luôn tin tưởng để Mỹ Linh tiếp bước cái công việc của mình, tiếp tục đến bản, cắm bản để giúp đỡ bà con, giúp những cái hoàn cảnh đang rất là cần giúp đỡ. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Tạm biệt tất cả quý các bác nha. Về hết rồi. Hơi dọn đồ thôi nhỉ.